Ngân hàng Thế giới của Trung Quốc đã cố gắng lách qua địa chính trị một cách vô ích. Canada, một trong những thành viên đang đóng băng hoạt động tại Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á, có trụ sở tại Bắc Kinh, sau khi Tổng Giám đốc Truyền thông của ngân hàng này, Bob Pickett, từ chức với cáo buộc trên Twitter rằng tổ chức mà ông để lại đã bị các quan chức Đảng Cộng sản điều hành xâm nhập như cảnh sát mật. Phản ứng của Ottawa có vẻ vội vàng nhưng giáng một đòn nhỏ đáng kể vào một trong những bên cho vay đa phương có trách nhiệm của Trung Quốc. AIIB được thành lập như một giải pháp thay thế cho Ngân hàng Thế giới vào năm 2016, đã chuyển vốn từ khoảng 106 thành viên bao gồm Ấn Độ, Anh và Pháp để đầu tư hơn 42 tỷ đô la Mỹ vào 221 dự án, đồng thời thúc đẩy quản trị tốt. Điều đó trái ngược với sáng kiến vành đai và con đường lớn hơn mà qua đó Bắc Kinh đã cho vay hàng trăm tỷ đô la để mở rộng ảnh hưởng của mình và xuất khẩu một số năng lực công nghiệp dư thừa khắp châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latin. Công bằng hay không? Các nhà phê bình đã chỉ trích các hoạt động cho vay của Trung Quốc dọc theo BRI là ngoại giao bẫy nợ. Theo quan điểm của Bắc Kinh, những khoản vay phát triển ở nước ngoài đó cũng gây thất vọng. Từ năm 2008 đến 2021, họ đã chi khoảng 240 tỷ đô la để giải cứu những người đi vay như Argentina và Pakistan. Trong khi AIIB nhỏ hơn, là mọi thứ theo cách mà các nước phát triển mong muốn, thậm chí có những quan điểm trái ngược với Bắc Kinh. Ví dụ, ngân hàng này đã đóng băng các khoản cho vay đối với Nga sau cuộc xâm lược Ukraine. AIIB cũng đứng về phía Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế một cách hiệu quả vào tháng 4, khi Chủ tịch AIIB Jim Leacon kêu gọi các bên cho vay đa phương, giữ nguyên tư cách chủ nợ ưu tiên được đánh giá cao của họ, một lập trường ngăn họ chia sẻ nỗi đau với các chủ nợ song phương trong việc tái cơ cấu nợ chính phủ và đảm bảo tiếp tục tiếp cận nguồn vốn chi phí thấp. Điều đó rất đáng chú ý vì Trung Quốc là chủ nợ song phương lớn nhất thế giới đối với các nước có thu nhập thấp và trung bình, và lập trường của AIIB mâu thuẫn với việc chính phủ vận động hành lang để khiến IMF và các tổ chức lỗ dự kiến khác cùng với các ngân hàng Trung Quốc. Tuy nhiên, Ottawa có vẻ không hài lòng khi để AIIB tiếp tục gây chia rẽ. Các quan chức đang xem xét các cáo buộc của Pickett và xem xét lại sự tham gia của Canada. Ở những nơi khác, ngân hàng phát triển mới có trụ sở tại Thượng Hải, được gọi là ngân hàng BRICS, đang đàm phán để chào đón Saudi Arabia giàu có, với tư cách là một thành viên trong bối cảnh các lệnh trừng phạt đang đè nặng lên Nga, một trong năm thành viên sáng lập của ngân hàng này. Bất kể điều gì xảy ra, đó là một lời nhắc nhở nghiệt ngã về việc tài trợ cho các con đập và hệ thống thoát nước cần thiết ở các nước nghèo đã trở thành một môn ngoại giao như thế nào. Bộ trưởng Tài chính Canada, Chrystia Freeland nói với các phóng viên, chính phủ Canada sẽ ngay lập tức dừng mọi hoạt động do chính phủ lãnh đạo tại ngân hàng, và tôi đã chỉ thị cho Bộ Tài chính tiến hành đánh giá ngay lập tức các cáo buộc được đưa ra và sự tham gia của Canada vào AIIB. Việc xem xét mà tôi công bố hôm nay sẽ được tiến hành nhanh chóng, và tôi không loại trừ bất kỳ kết quả nào sau khi hoàn thành, bà nói thêm. AIIB cho biết những bình luận của Pickett, người đã đảm nhiệm vai trò của mình kể từ tháng 3 năm 2022, là vô căn cứ và đáng thất vọng. Theo Reuters, tôi là Vũ Nga Hằng đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.